Dương, nghe anh giải thích đã. Mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Em đâu có nghĩ gì. Anh trai à, chuyện của anh ấy em không thể hiểu được, mà cũng không nhất thiết là phải hiểu. Không, em phải hiểu, nhất định phải hiểu. Đã bảo là không cần giải thích là không cần mà, sao phiền vậy? Khoan đã. Nào, bà bình tĩnh lại đi. Có khi nào hiểu lầm họ không? Ba người là bạn thân của nhau cơ mà. Làm sao mà hiểu lầm được? Chính mắt tôi nhìn thấy thì sao mà hiểu lầm được chứ? Chẳng lẽ tôi hoa mắt đến cái mức mà nhìn người khác ra thành anh người họ à? Là bạn thân nên tôi càng cảm thấy đau lòng hơn khi mà hai người đấy lừa dối tôi đấy. Thế bây giờ cậu tính sao? Một bên thì là bạn, một bên lại là người yêu. Nghĩ lại khoảng thời gian qua, tôi thấy tất cả bác trông cậy vào con. Em nó còn nhỏ, suy nghĩ nông cạn, lại hay tin người. Em nó ở trên đấy có một mình, con lớn hơn em nó. Với dù sao thì hai đứa cũng lớn lên với nhau từ nhỏ. Em nó ở trên đấy có một mình, con giúp bác để ý em nó nhé. Dạ, hai bác đừng lo, con sẽ chăm sóc cho em Dương thật tốt. Có chuyện gì con sẽ báo về ạ. Hai bác ở nhà kia yên tâm. Thật sự bác cũng ngại lắm. Bảo với bác trai ấy là đi tìm hỏi thuê nhà cho em nó, nhưng nó lại bảo thích ở với cả anh Đức. Bác ạ, có gì đâu mà ngại. Từ nhỏ con đã không cha không mẹ, ở với bà, được hai bác phụ bà chăm sóc. Công ơn này con đền đáp cả đời còn không hết. Vả lại trên đấy nhà con có tận 3 phòng, với cả con còn có nhà riêng để cho thuê nữa. Nếu như mà em Dương không muốn ở với con nữa, con sẽ cho em ở riêng. Bác biết rồi. Thế thôi hai đứa đi đi, không có muộn. Dạ vâng, bọn con đi cho sớm ạ. Thôi, mẹ đi vào nhà đi. Khi nào lên đến nơi, con sẽ gọi cho mẹ. Nhà anh đẹp thật đấy. Sau này em mà có tiền ý, thì em cũng sẽ mua một cái nhà như anh. Ok, chỉ cần em ngoan, sau này em muốn mua gì, anh mua cho em hết. Thật ạ? Nhưng mà em sẽ ở phòng nào ạ? Nhà anh xịn quá. À, đây là phòng của anh, còn lại hai phòng, em muốn ở phòng nào cũng được. Thế thì em ở phòng kia nhá. Được thôi, thế bây giờ cất đồ đi, xong gọi điện về cho bố mẹ, kiểu hai bác lo. Vâng ạ. Anh uống nước đi. Cảm ơn em. Sao thế? Em có chuyện gì à? Em muốn hỏi anh một chuyện. Bây giờ em cũng đã 18 tuổi rồi, cũng trở thành người lớn rồi. Không biết là anh có còn nhớ lời hứa khi xưa không? Lời hứa của anh với em ấy à? Anh Đức này, lần này anh về thì bao giờ anh sẽ đi? Ngày mai anh đi rồi, anh lên còn đi học nữa. Anh lên thành phố chắc là vui lắm nhở? Chắc là anh cũng có thêm nhiều bạn mới nữa. Ừ thì cũng vui, nhưng mà anh đã quen của em ở bên cạnh rồi. Nhanh nhanh lên, rồi còn lên Hà Nội với anh chứ. Em nhất định sẽ cố gắng học thật giỏi để thi đỗ đại học rồi lên Hà Nội với anh. Wow, giỏi lắm. Nhưng mà tận 2 năm nữa em mới thi. Ngỡ bây giờ anh lên, anh gặp nhiều bạn mới rồi anh quên em thì sao? Ngốc quá. Dù quen nhiều bạn mới thì đối với anh chỉ có một người đặc biệt duy nhất, đó là em thôi. Anh sẽ cố gắng học thật giỏi, kiếm thật nhiều tiền. Anh sẽ nuôi em. Mình sẽ sống với nhau đến già, em nhá. Như vậy có nghĩa là khi nào em lớn, anh sẽ cưới em đúng không? Tất nhiên rồi. Thế thì móc méo đi. Ai mà nói dối ấy, người đấy là con lợn. Chốt. Nhớ chứ. Tất nhiên là anh nhớ rồi, sao mà quên được. Thế nghĩa là bây giờ em đã trở thành người yêu của anh rồi đúng không? Ừ thì đúng. Nhưng mà em này, chuyện này mình phải giấu kín cho đến khi nào tổ chức đám cưới nhá. Nhưng sao lại phải giấu à anh? Mình có làm gì xấu đâu. Không, không xấu. Ý anh là anh muốn tốt cho em thôi. Anh không muốn em bị ảnh hưởng, đặc biệt là ảnh hưởng về những mối quan hệ bên ngoài. Em hiểu chứ?
Em hiểu rồi. Cảm ơn anh. Anh ơi, em phải đi học đây. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học, em không thể đi muộn được. À, đợi anh 3 phút, xong rồi anh đưa em đi học. Em mới lên Hà Nội, không đi lung tung được đâu. Vâng, thế thì em đợi anh ạ. Nào, mình đi thôi. À, đúng rồi. Chiều nay sau khi tan học, em ra cổng trường, đón chuyến xe buýt số 03, rồi ngồi đến điểm cuối cùng là về đến nhà mình. Chiều nay anh có việc bận, không đón em được. Dạ vâng, em lớn rồi mà, em cũng có thể tự về được mà. Wow, giỏi ghê. Em mới đi học về ạ. À, em chào chị ạ. Chào em. Anh Đức, chị ấy là... Chị này là đồng nghiệp cùng công ty với anh. Còn giới thiệu với em, đây là Dương, em gái của anh, ở quê mới lên đây học. Anh cũng lắm em gái quá nhở? Mỗi hôm lại thấy một cô em gái khác nhau đấy. Em cứ đùa, đừng có nói thế. Dạ, vậy anh chị ngồi nói chuyện, em xin phép vào phòng cất đồ ạ. Em đi đi. À, hôm nay anh ăn gì để em nấu ạ? Không cần đâu, bọn anh đang đợi xe, anh với chị đi công tác, ngày kia mới về. Đồ ăn anh để trong tủ đấy, em ăn gì thì tự nấu nhá. Dạ vâng ạ. Anh này, thời gian trôi cũng nhanh nhở. Thoáng cái mà em đã tốt nghiệp đại học, lại còn đi làm ở công ty của anh rồi nữa chứ. Sao tự nhiên hôm nay em lại suy tư thế? Này, có phải là anh đang tuyển thư ký về không? Ừ, anh cũng đang tuyển đấy. Từ lúc em vào công ty cũng được gần một năm rồi, mà em thấy anh cứ phải thay đổi thư ký liên tục ấy. Nếu mà em không phải làm mê kinh doanh thì em cũng sẽ ứng tuyển vào vị trí đấy. Thì bởi vì họ không chịu nổi áp lực công việc nên là nghỉ thôi. Em muốn nói chuyện với anh cũng là về chuyện ý đấy. Em có một đứa bạn thân, nó hoạt bát, nhanh nhẹn lắm. Cũng đã từng làm ở công ty SVM rồi, nhưng mà tại vì công ty ở xa nhà nó quá, hàng tháng nó đi làm còn phải gửi tiền về cho nhà nữa, kinh tế của nó cũng khá là eo hẹp. Đang muốn chuyển việc anh ạ, hay là em cho nó một cơ hội được không? Nhưng mà em có bạn thân từ khi nào nhỉ? Sao anh không biết? À, đấy là bạn thân học cùng với em hồi đại học, năm 2 anh ạ. Tại vì anh cũng chưa nghe em kể về người ấy bao giờ. Thì đâu phải lúc nào cũng có thời gian như thế này đâu. Lúc nào anh cũng bận suốt cả ngày ấy. Em từng dẫn nó về nhà mình chơi rồi, nhưng mà lúc đấy anh toàn không có ở nhà thôi. Thì tính chất công việc là vậy mà em. Vậy thì anh cứ cho nó thử việc 3 tháng nhá. Nếu mà không hợp thì thôi, coi như là tạo điều kiện cho nó. Ngoài anh ra ấy, em chỉ có mỗi nó là bạn thân thôi. Ừ, được rồi, em cứ bảo cô ấy đến đi. Nếu đã từng làm việc ở SVM rồi thì không cần phải phỏng vấn nữa. Anh sẽ cho bạn ấy 3 tháng thử việc, nếu mà tốt anh sẽ nhận. Dạ vâng, vậy để bây giờ em vào trong gọi điện thoại cho nó, bảo nó chuẩn bị nhá. Ok. Cảm ơn anh. Anh, đây là My, bạn thân của em, người mà tối hôm qua em đã nói chuyện với anh ấy. Hôm nay em dẫn My đến đây để gặp anh, để thử việc này. Chào anh, giám đốc Đức. Chào My. Lúc bình thường ngoài công việc ấy, thì em xưng hô thoải mái. Đã là bạn thân của Dương thì cũng là bạn thân của anh. Em không thắc mắc là tại sao em được nhận vào làm việc luôn mà không phải phỏng vấn à? Thôi, kết thúc cái sự ngượng ngùng ở đây được rồi. Từ nay về sau, cậu sẽ là thư ký của anh Đức. Có việc gì không hiểu ý, thì cậu cứ hỏi anh Đức. Anh sẽ giải đáp hết cho cậu và hướng dẫn cho cậu. Cố lên nhá. Bây giờ tớ phải về phòng làm việc rồi. Em về đây. My này, em đang ở với bạn trai hay là ở một mình? Dạ, em đang ở một mình ạ. Em chưa có bạn trai. Ồ, ra là vậy. Thế thì cũng tiện. Bởi vì tính chất công việc phải đi công tác nhiều, anh sợ là đi nhiều quá lại không nỡ bỏ bạn trai ở nhà một mình. Dạ, em chưa có bạn trai đâu ạ. Mấy cả là nếu mà phải đi công việc thì vẫn đi thôi ạ, có sao đâu. Tốt lắm, tư tưởng của em rất tốt. Vậy thì bây giờ bắt đầu công việc bằng cách
Em hãy xem hết số tài liệu cũ của công ty để hiểu hơn về công ty nhá. À, vâng, vậy thì em bê ra bàn làm việc đọc cho tiện ạ. À, không. Em cứ đứng ở đây, lại gần anh. Thắc mắc chỗ nào, anh sẽ giải đáp luôn. Đấy. Anh ấy lúc làm việc như mặt trời vậy, sáng đến lóa mắt, đẹp trai quá đi mất rồi. Anh đi làm về rồi à? Anh à, hôm nay My thử việc thế nào rồi anh? Hôm nay em bận quá nên là không qua phòng xem được. Lúc xong việc ngẩng lên thì đã hết giờ rồi. Em qua phòng anh mà chẳng có ai cả. Ừ, My cũng giỏi, học hỏi cũng rất là nhanh. Anh nghĩ người như My thì không mất đến 3 tháng đâu. Thế thì may quá, em chỉ sợ là không hợp ấy. À, anh à, ngày mai ấy là đến hẹn đi cắm trại dã ngoại của chúng mình đấy. Anh hẹn em lâu lắm rồi ấy. Ok, mai nhá. À, em có thể rủ My đi cùng. Dù sao thì em cũng là người bạn duy nhất của cô ấy. Nhưng mà đây là hẹn hò riêng của hai đứa mình mà. Ờ thì anh nghĩ là bọn mình ở với nhau suốt rồi. Và lại em cũng muốn nhờ anh quan tâm đến My hơn mà. Vậy vâng. Để em nhắn tin báo cho My biết. Bây giờ anh vào trong tắm đi, xong rồi ra ăn cơm. Em nấu cơm sắp xong rồi đấy. My, em khát nước không? Uống đi. Cứ uống đi, đừng ngại. Dương không thiếu nước lọc đâu. Dương thiếu nước ngọt kìa. Anh này, hay là để em đi mua chút đồ ăn, chút nữa mình mang ra chỗ cắm trại ăn nhá. Được rồi, em đi đi. My, bà đi với tôi luôn nhá. À, thôi. Anh muốn nói chuyện công việc với My một chút, em cứ đi đi. Vậy cũng được, thì em đi đây. Dương đáng yêu anh nhở, lúc nào cũng nhiệt tình, tốt bụng, giúp đỡ mọi người nữa. Thì tính Dương trước giờ là vậy mà. Thế anh có biết người yêu của Dương là ai không? Em gặng hỏi nó bao nhiêu lần mà nó không nói. Lúc thì cứ bận rộn như là có người yêu ấy, còn lúc thì buồn như kiểu là thất tình ấy. À, tại vì anh cũng bận công việc quá nên là không hay hỏi chuyện yêu đương của con bé. Ồ, đến cả anh mà nó cũng giấu à? Em thấy là nó hay tâm sự với anh lắm cơ mà. Nhiều khi em còn ghen tị với nó ấy. Sao cơ? Em ghen tị với Dương á? Thì ghen tị vì Dương có một người anh trai vừa đẹp trai vừa tài giỏi, lại còn quen từ bé nữa. Vậy em có muốn được như Dương không? À, em hậu đậu thật đấy. Ngồi một chỗ thôi mà lại để bụi bay vào mắt. Em giúp bạn đi. Hai người đã bàn xong việc chưa? Cũng xong rồi. Vậy mình đi thôi. Em à, lát nữa làm việc xong, sắp xếp giúp anh một chút đồ đạc nhé. Có lẽ là mai anh phải vào Sài Gòn công tác mất một tuần. Đầu tuần sau anh mới ra. Ơ, sao gấp thế anh? Em không thấy anh nói trước. Thì tại anh bận quá. Mà giờ anh nói này. Vâng, thế thì anh cứ đi nghỉ trước đi. Chút nữa xong việc thì em sắp xếp đồ đạc cho. Cảm ơn em. Alo My à? Lịch trình ngày mai của anh Đức là đi công tác một tuần à? Ừ, đúng rồi. Có dự án mới ở Sài Gòn, cần anh Đức trực tiếp khảo sát. Ừ, tôi gọi điện cho bà để hỏi, để còn chuẩn bị đồ đạc cho anh ấy mà. Ừ, tôi cũng đã sắp đồ đây. Bà cũng đi à? Ừ, tôi là thư ký mà, không muốn đi cũng không được ý. Thế thôi, bà sắp xếp đồ đạc đi. Tôi làm nốt xong việc thì tôi cũng sắp đồ cho anh ấy. Nào, lại đây gần anh. Anh phải nhịn lắm rồi đấy, mà anh có cơ hội. Từ từ đã nào anh, mình vừa mới đến khách sạn thôi mà. Mà làm như thế này, anh có thấy có lỗi với ai không đấy? Em không thích làm trà xanh đâu nhá. Anh giờ chỉ có em thôi, làm gì có ai? Làm gì có ai có thể qua mặt được em? Ngon ngọt, cái gì em cũng đủ. Nào, từ từ buông em ra đã.
Dương, nghe anh giải thích đã. Mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Em đâu có nghĩ gì. Anh trai à, chuyện của anh ấy em không thể hiểu được, mà cũng không nhất thiết là phải hiểu. Không, em phải hiểu, nhất định phải hiểu. Đã bảo là không cần giải thích là không cần mà, sao phiền vậy? Khoan đã, anh cần nói chuyện. Nói chuyện rõ ràng rồi, em muốn đi đâu cũng được. Anh muốn nói gì thì nói nhanh đi. Em cứ bình tĩnh, mọi chuyện không có gì to tát, không như em suy nghĩ đâu. Không to tát à? Hai người đi công tác với nhau cả tuần, là đi công tác hay là đi hú hí, vừa mới về đã đứng ôm ấp nhau như thế rồi, còn nói là không như em nghĩ. Không như em nghĩ thì là nghĩ gì? Em bị sao vậy? My là thư ký của anh, đi công tác ở đây chỉ là vấn đề công việc thôi. Nào, lại đây gần anh. Anh phải nhịn lắm rồi đấy, mà anh có cơ hội. Từ từ đã nào anh, mình vừa mới đến khách sạn thôi mà. Mà làm như thế này, anh có thấy có lỗi với ai không đấy? Em không thích làm trà xanh đâu nhá. Anh giờ chỉ có em thôi, làm gì có ai, làm gì có ai có thể qua mặt được em. Ngon ngọt, cái gì em cũng đủ. Nào, từ từ buông em ra đã. Đây là công việc của anh à? Hả? Này, từ bao giờ mà em lại dám theo dõi anh thế? Em trở nên danh ma như vậy từ khi nào? Em danh ma à? Anh đã sai rồi, mà lại còn trách móc em nữa. Anh đúng là đồ tồi. Em nói cái gì vậy? Nếu như em không đặt máy ghi âm ý, thì làm sao bắt tại trận được hai người như vậy? Nếu không ý, hai người định giấu giếm đến bao giờ? Một người thì là bạn thân của em, một người ý, thì là em coi như nửa cuộc đời của mình. Tại sao? Tại sao lại khốn nạn vậy? Là do em suy nghĩ quá nhiều thôi. Em quá cổ hủ. Thời buổi này làm gì có ai yêu mãi một người, nhất là một người có địa vị như anh. Chẳng phải em bám víu lấy tôi cũng là vì tiền hay sao? Anh nói cái gì cơ? Tình cảm của chúng ta vun đắp từ nhỏ, vậy mà bây giờ anh lại nói là tôi ở bên cạnh anh là vì tiền á? Đúng là không thể tin được. Được rồi, hai người cứ đến với nhau đi. Tôi sẽ dọn ra khỏi nhà. Từ nay về sau chúng ta chấm dứt. Dương, anh xin em đấy, em bớt cổ hủ đi. Vì là em cũng ngoan hiền, biết chăm lo nhà cửa, nên là em cứ tiếp tục ở với anh đi. Mình cứ tiếp tục ở như vậy, công việc em vẫn tiếp tục làm, hàng tháng anh sẽ chu cấp đầy đủ. Những thứ liên quan đến anh ấy tôi đều không thèm. Thôi anh à, kệ cô ta đi anh. Dù sao thì anh cũng có yêu cô ta đâu. Nhưng mà Dương đi rồi, không có ai chăm lo nhà cửa. Hay là em? Anh định bảo em thay thế vị trí của Dương á? Đúng rồi, dù sao mình cũng đang yêu nhau mà. Anh đừng có mà mơ, tôi có yêu anh đâu. Em nói gì vậy? Chẳng phải em ghen tị với Dương, em muốn đến với tôi vì tôi thành đạt, giỏi giang hay sao? Anh ngây thơ quá nhở. Tôi chơi với Dương bao nhiêu năm như thế, chẳng lẽ tôi không biết Dương có người yêu à? Tôi đâu có ngu mà đi cướp người yêu của bạn thân mình. Vậy ý em là gì? Anh nhìn có quen không? Đồng nghiệp cũ, cũng là thư ký cũ của anh, chính là chị gái của tôi, cũng là nạn nhân như bao người khác của anh. Sau khi đi công tác về, chị đã nhốt mình trong phòng, không ra ngoài nửa bước. Tôi gặng hỏi và an ủi mãi thì chị mới kể về buổi tối ngày hôm đó. Sếp ơi, hay là em sang khách sạn bên cạnh để thuê phòng được không ạ? Chứ em thấy sếp với cả nhân viên ở chung một phòng thì không tiện cho lắm đâu ạ. Không sao đâu, em yên tâm, em cứ nằm ở trên giường, anh sẽ nằm ở ghế. Dạ thôi ạ, hay là để em ngủ trên sofa cho ạ. Chứ ai lại để sếp ngủ sofa xong rồi em nằm trên giường được ạ? Không sao đâu. Phải rồi, nay đi đường cả ngày cũng mệt, em uống chai nước đi, rồi tí mình đi ăn tối. Dạ vâng ạ. Cảm ơn anh. Mà tối mình đi ăn gì đấy ạ? Nay mình đi ăn lẩu đuôi bò nhé. Anh thấy là em rất thích ăn. Sao thế em? Em sao thế?
Em tỉnh rồi à? Chỉ cần em nghĩ là nó không có gì thì mọi chuyện sẽ là không có gì. Bỏ tôi ra! Bỏ ra! Sao hả? Bây giờ anh còn chối gì được nữa không? Tôi chỉ muốn tiếp cận anh để trả thù cho chị gái mình, để thu thập đủ bằng chứng kết tội anh thôi. Tôi không nghĩ là mọi chuyện sẽ kết thúc nhanh như vậy đâu. Tôi muốn trêu đùa anh thêm một chút nữa cơ. Nhưng mà như thế là quá đủ rồi. Cô đúng là đồ khốn nạn. Khốn nạn làm sao được bằng anh. Tôi hy sinh một tình bạn đẹp, ít ra cũng phải được như thế này chứ. À mà khoan đã, anh cũng chuẩn bị lên đồn mà uống nước chè đi. Tất cả bằng chứng tôi đã gửi lên rồi, cả những đơn kiện của các cô gái mà anh đã từng hãm hại nữa. Lên đấy mà đọc tâm thư của các cô gái. Không, không, không! Này, bà còn giữ điện thoại không đấy? Sao tự nhiên mất tăm thế? Tôi đây. Vừa nãy tôi nói đến đoạn nào rồi nhỉ? Tôi đâu có nói cái gì đâu. Bà đang kể thì tự nhiên im lặng mất tích. Thôi. Không có chuyện gì đâu. Chắc là coi như cái chuyện này là một lần trải nghiệm của bản thân đi. Nghĩ được như thế là tốt rồi. Thế thôi nhá, bây giờ tôi phải về rồi. Tại vì còn đang có việc ý. Khi nào rảnh tôi qua chỗ bà chơi nhá. Ok, thế chốt thế nhá.